Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên thì hôm nay Siro lên muốn nói với mọi người về cái đàn cho con ba con của Bruno và Hanna. Thì như lúc trước mình nói là rất nhiều bạn hỏi, thì mình có nói là chờ các bạn mà đã đặt cọc trước, các bạn ấy chọn. Nếu mà các bạn ấy không chọn, bận mãi hay là vì lý do gì đấy thì cái đàn cún đấy mình sẽ báo lại để cho những người mà đang chờ chúng ta sẽ chọn. Thì đến hôm nay thì mình chính thức thông báo là cái đàn đấy là hai con đực, hiện tại bây giờ là tìm chủ mọi người nhé. Bởi vì là mấy anh em mà đã cọc ấy thì có ba người là vì vướng cái dịch cho nên là không có về nước được, ba anh em ở nước ngoài. Mà nếu mà xem cái video này thì comment cái chứ không lại bảo là Rugler cứ vi chém gió. Còn hai người ở trong nước thì vào đợt bận là những người mà đang chờ đực. Còn mấy anh em chờ cái thì chúng ta sẽ chờ cái đàn tiếp theo là cái đàn này, Siro lên này. Các anh em mà muốn nuôi đực thì có thể xem hai con đực của cái đàn Bruno và Hanna rất là tốt. Còn mọi người mà đang chờ cái ấy, thì đợt này chúng ta có thể chờ cái đàn của Siro này. Đây. Rồi, mọi người nhìn cái bụng của Siro chưa? Siro nằm ra. Nằm nghiêng ra cơ. Nằm nghiêng để anh nhìn được cái bụng của Siro. Nằm xuống. Nghiêng hẳn ra. Nghiêng bụng ra. Ok. Xích vào đây. Rồi, nằm xuống. Đây. Để mọi người nhìn cái bụng của Siro. Rồi. Siro là đến hôm nay là coi như là được 30 mấy ngày. 40 ngày rồi. Mọi người sẽ chờ cái đàn này là một cái đàn chó tốt. Còn Siro ngồi dậy đi. Ngồi. Không nằm nữa. Đấy là nếu mọi người chờ cái ở cái mức cái cho con ở cái mức chất lượng cao thì mọi người sẽ chờ cái đàn của Siro này, chờ đàn của Dina với Siro là chỉ tranh nhau có 4 ngày thôi, 3-4 ngày. Mọi người mà muốn chờ các cái đàn cho con mà giá mềm thì mọi người sẽ chờ một cái con đang sắp đẻ bây giờ, cuối tháng này nó sẽ đẻ. Là con phây lấy giống với này Loki thì cái đàn đấy là sẽ là một cái đàn giá mềm, và sau đấy thì sẽ là một cái đàn sẽ muộn hơn cả đàn của Siro này, cũng sẽ là một cái đàn giá ở cái mức giá mềm thôi, không mềm, ở mức giá giữa là đàn của Gina cũng với Loki, đàn Gina với Marvin. Và đàn mọi người xem video ở trên cái kênh mà mình có làm riêng một cái kênh là phối giống Rugler Govi ấy, để cho nó tách biệt ra với lại cái kênh Rugler Govi, bởi vì cái video đấy nó không phù hợp với lại tất cả người xem. Thì các cái video, những cái video phối giống là mình sẽ post ở bên trên cái kênh đấy. Còn khi nào chó đẻ thì lúc đấy là mình sẽ làm cái video cho đẻ, lúc đấy mình sẽ thông báo cái chính xác về cái này kia, lúc đấy sẽ có chèn hình ảnh vào để cho mọi người nhìn. Thì có đàn của Gina với lại Loki và đàn của Bruno và con Sakuza. Bruno và Sakuza thì mới lấy giống khoảng tầm nửa tháng trước, tức là đàn đấy thì còn sau nữa. Đấy là hôm nay như vậy là có hai cái muốn nói với mọi người, một là cái đàn ba con đực, đàn hai con đực một con cái của Bruno và Hanna thì hai con cho đực. Các anh em mà chưa cọc nhưng mà muốn đón thì chúng ta sẽ xem kỹ lại cái video ấy. Nhiều anh em thì muốn có nhiều cái hình ảnh rồi này kia của con chó để chúng ta chọn, thì Rugler Govi cũng đã nói với mọi người rất là nhiều lần. Nếu mà các bạn mà theo dõi các cái video của trại thì các bạn sẽ được nghe rất nhiều lần rồi là không có cái ảnh nào tốt bằng cái video cả. Và khi mà trại quay video để cho mọi người chọn chó ấy,
là trại sẽ quay video con chó nó vận động hoàn toàn bình thường, nó chơi hoàn toàn bình thường. Để làm gì? Để chúng ta sẽ xem được cái cả cái vận động của nó và cả cái tính cách của nó, xem nó có vui vẻ hay không, nó có tự nó vận động hay không, hay là phải nhử. Nó tự nó tung tăng nó chơi là nó thể hiện là cái con chó nó rất là khỏe khoắn, thì nó tự nó tung tăng nó chơi. Hay là rất nhiều thứ từ lúc bé đến lúc lớn để cho mọi người có thể xem được, để mọi người chọn. Và cái hình ảnh ấy thì các cái ảnh của con chó mà là mọi người hoàn toàn có thể pau cái video lại để mọi người xem, hoặc mọi người chụp màn hình, hoặc nếu các bạn mà muốn xoay kỹ các bạn tải luôn cái video về rồi các bạn xem ở trên điện thoại thì mọi cái góc cạnh mọi người đều có thể xem được. Bởi vì thực sự mà nói là nếu mà để mà chụp hình như ngày xưa ấy, khi mà ngày xưa là trại hay chụp hình bởi vì không có quay video, chụp hình không thôi, thì sẽ dùng cái biện pháp chụp hình. Nhưng mà khi chụp hình thì nó rất là lằng nhằng, để chụp hình một con chó cho nó tử tế để mọi người xem được hết góc cạnh của nó thì lại phải dùng đến 2 người hoặc 3 người cơ. Một người giữ chó, một người chụp ảnh, còn một người có thể là nhử gọi này kia, bởi vì khi ấy con chó nó bị cứng bức vì cái việc chụp ảnh đấy là theo cái kiểu chụp ảnh theo khuôn mẫu, con chó nó bị cứng bức chứ nó không như là cái việc là, và cái việc ấy thì có thể chỉnh được cái này cái kia của con chó. Còn cái việc con chó nó hoàn toàn nó tự do nó đi lại thì chúng ta sẽ xem được một cách tự nhiên nhất, không cái gì bằng cái video. Mọi người chọn thì mọi người sẽ xem video, mấy cái video của một đàn chó bất kỳ thì mình sẽ cho lên 1, 2 hoặc 3 cái video để cho mọi người có thể theo dõi cái đàn chó và mọi người xem, mọi người chọn. Còn về cái nhiều người hỏi về cái bảo hành cho con của trại thì trước đây ấy, là trại như những anh em mà đã mua chó rồi thì mọi người sẽ biết là trại bảo hành cái bệnh truyền nhiễm Carrapavo là bảo hành 10 ngày kể từ lúc bắt chó. Tức là nếu mà chó bị Carrapavo thì sẽ hoàn lại tiền cho mọi người 10 ngày. Nhưng hiện tại cho đến bây giờ ấy, thì cái Carrapavo sau ở cái năm vừa rồi thì nó phát sinh là bởi vì là trại đồng thời là có một cái phòng khám thú y, thì cái Carrapavo bây giờ hiện tại nó phát sinh là ở cái theo cái diện mới, là rất nhiều con nó mắc theo cái diện một cái virus biến đổi của cái Carrapavo là gì, là nó không ủ bệnh cái thời gian dài như vậy. Khi nó phát bệnh ra cái là hôm trước hôm sau nữa nó đi rồi. Tức là trước đấy ấy, thì con chó nó không hề bị bệnh, mà nó nhiễm bệnh một cái là chỉ 2 hôm sau là nó đã đi rồi. Và cái này thực tế ở cái đàn của con Loki thì có một con cái vào hậu giang, thì con đấy nó rơi vào cái tình trạng như thế, là nó rơi vào cái tình trạng là con chó đang khỏe mạnh bình thường, chủ đưa đi tiêm vaccine, chủ cho đi tiêm vaccine cho con chó và con chó nó nhiễm bệnh vì cái vaccine ấy, tức là cái có thể là ở cái môi trường hoặc là do cái người cầm vaccine đến tiêm là người ta tiếp xúc với mầm bệnh hay như thế nào đấy, người ta lây sang con chó và con chó đang khỏe mạnh bình thường, tiêm vaccine xong cái 2 ngày sau là nó đi rồi. Và cái biểu hiện của nó rất là nhanh, chứ nó không có như ngày xưa là cái Carrapavo là ngày trước là nó là gì, nó là bỏ ăn rồi sau đấy là vừa nôn vừa đi ngoài, nó phải kéo dài 4-5 ngày, 1 tuần 10 ngày thì sau đấy thì con chó nó mới đi. Nhưng mà như ở cái Carrapavo bây giờ thì nó rất là nhanh, nó chỉ trong khoảng tầm hôm nay nó bỏ ăn, ngày mai có thể nó đi rồi, hoặc ngày kia có thể nó đi rồi. Thành ra là cái việc bảo hành của trại nó sẽ thay đổi là sẽ chỉ bảo hành cho mọi người ở trong cái trường hợp là như này này, bảo hành ủ bệnh từ trại, tức là gì, vẫn là hoàn tiền 100% cho mọi người trong cái trường hợp con chó nó bị bệnh từ trại. Là gì, ở trong đàn của một trong một cái đàn chó ấy sẽ có vài con bị, ít nhất là 2 con, thì khi ấy là nó là quy vào là gì, ủ bệnh từ trại. Thì trong vòng 1 tuần, bây giờ là sẽ bảo hành ở trong vòng 1 tuần thôi, bởi vì nó phát rất là nhanh, thì trong vòng 1 tuần nếu mà rơi vào cái tình trạng là ủ bệnh từ trại thì vẫn hoàn tiền 100% mọi người nhé. Đấy là cái mua chó ở trong nước thì nó có được cái như thế, chứ giả sử như là mình mà đi nhập chó về thì chó về đến nhà rồi mà nó bị làm sao đấy là cũng chẳng ai người ta hoàn tiền gì cả. Cái đấy là nó là cái phát sinh ở về sau, khi mà người ta đã tiêm đủ vaccine mà nó rơi vào cái con nào nó như vậy là mình phải vui vẻ mình chịu. Nhưng ở trong nước thì chúng ta sẽ bảo hành cho nhau, là bảo hành
theo diện ủ bệnh tại trại. Chứ còn nếu mà giả sử như là mình nói là ở đây là tại sao lại có cái nói về cái việc ủ bệnh tại trại và vì sao, giả sử như là một đàn chó 8 con chẳng hạn, bán đi 8 nơi khác nhau, chỉ có một con bị thôi thì cái đấy nó không phải là ủ bệnh ở trại mà nó bị ở tại cái nơi ở của con cún đấy, nó bị nhiễm cái mầm bệnh quá là mật độ quá là dày và nó bị phát sinh. Bởi vì nếu mà nó là ủ từ trại thì nó sẽ phải có vài con bị, thường thường ấy là ít nhất nó phải bị 50% nếu mà nó đã phát sinh từ trong một cái ổ dịch và nó tiếp xúc với nhau. Và đấy là những đàn chó khỏe, chứ còn nếu mà những đàn chó yếu ấy thì một con bị là cả hàng bị, còn những đàn chó khỏe thì có thể là 50% nó bị, 50% nó kháng được. Thì đấy là cái câu chuyện về cái bảo hành, thì tiện ở cái video này mình nói luôn. Siro đây này, Siro. Dạ. Mình đang nói chuyện để cho mọi người ngắm Siro tí chứ cứ để anh nói chuyện mình. Đây nha, thì mấy anh em mà đang chờ cái ấy thì mọi người chờ cái đàn này của Siro này. Có vẻ như là bụng của Siro rất là to, đợt này thì bận cho nên là không có siêu âm xoay xem là mấy con, gọi là siêu âm cho vui nhưng không có siêu âm. Nhà thì có máy siêu âm ở tại nhà luôn, nhưng thực sự mà nói là cái có cái máy siêu âm không có nghĩa là siêu âm đếm được đâu mọi người, cái đấy nó cần chuyên môn. Thường thường mà mình siêu âm thì mình chỉ siêu âm xem là cái thai của nó, cái nước ối của nó có nhiều hay không, thai có động hay không, gọi là siêu âm cho vui xem nó có bầu hay không thôi. Còn cái việc mà siêu âm đếm con thì phải cầm ra phòng khám cơ, cầm ra phòng khám thú y để bác sĩ người ta đếm. Thì đợt này bận cho nên là không có mang Siro đi để đếm con. Thực ra đếm cũng là vui thôi, bởi vì cái siêu âm nó sẽ không chính xác 100% đâu mọi người, không ai có không ai dám đảm bảo là đếm một chuẩn 100%, bởi vì nó có thai nọ nó chồng lên thai kia, có thể đếm đi đếm lại thành ra nhiều quá hơn số thai, hoặc là thường thường là đếm ít hơn cái số thai có. Nhưng cũng nhiều trường hợp là đếm đi đếm lại, nhất là những trường hợp mà chó mà ít thai là qua 5 thai hay 6 thai thì đấy là hay bị đếm thành 7-8 thai. Bởi vì sao? Đếm bên này là tí lại lật người bên kia, lại đếm bên kia, hoặc là cái thai nó trôi ở trong bụng, xoay siêu bằng mé bên này tí, xoay bên này thì lại nó lại cũng lại vào đúng cái vị trí bên thai đấy, kiểu vậy. Hy vọng là Siro sẽ đẻ ra được một dàn, được một lượng cún cái để cho mọi người mà đang chờ cho con cho cái để về. Mọi người đang nuôi được rồi, mọi người muốn bắt một con cái để ghép lên mấy anh em ấy, thì sẽ chờ cái đàn này của Siro nha, Siro nha. Siro nhé, Siro cũng còn bé lắm. Siro hiện tại là đến bây giờ là Siro bao nhiêu tháng ấy nhỉ? Siro là đẻ vào Siro đẻ tháng 4, Siro đẻ tháng 4 là bây giờ là tháng 12 rồi, bây giờ là tháng 1 rồi, còn có 3 tháng nữa thôi. Siro là bây giờ là 21 tháng, tức là đến lúc Siro đẻ là Siro sẽ 22 tháng. Rất là tốt để đẻ, đến tuổi để đẻ rồi nha. Trời. 20 tháng mới bắt đầu lấy giống. Siro thì ai mà theo dõi kênh thì sẽ biết Siro từ bé rồi. Nói chung là về cái con Rottweiler mà nói, về cái tiêu chuẩn của Rottweiler mà nói thì Siro rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời cả về tính cách luôn, tất cả mọi thứ. Đây là Siro, là dòng chính của trại đấy. Gọi là ưu tiên nhân giống và ưu tiên giữ lại.
hy vọng nó nhiều cái một chút, bởi vì là con của Siro thì chắc chắn là chạy sẽ có giữ lại, sẽ có giữ lại cho con để gây giống ở đời tiếp theo. Có thể lứa này có thể là ở cái lứa này luôn hoặc ở lứa sau, nhưng mà cái đấy là tùy vào cái sắp xếp. Thì trong cái trường hợp mà nó ít cho cái thì nó hơi bị khó nghĩ chút, thành ra là hy vọng là Siro sẽ đẻ nhiều cho cái một chút nha. Bởi vì mấy anh em đều đang chờ rồi, và cũng là cái người chờ lâu nhất thì chờ đến cả năm rồi, mọi người chờ cả năm nay rồi để bắt con chó cái. Là con chó đực nó to lắm rồi, con chó đực là nó cũng 18 tháng rồi, mười mấy tháng, đẻ tháng 6, đẻ tháng 6 thì 18 tháng rồi, sang tháng 19 rồi đấy. Rất là cảm ơn anh em yêu quý và anh em chờ đợi. Là như thế là có những người là chờ là gần 1 năm rưỡi rồi để chờ để đón một con chó cái về ghép với lại con chó được mà mọi người đã nuôi. Ok, hôm nay có hai cái việc đấy, có ba việc. Một là cái hai con chó được con của Bruno và Hanna, hai là vài thông báo vài con sắp sinh, và cái thứ ba là nói sơ qua về cái việc bảo hành cái con cún con của cha khi mà bán cho mọi người. Những người mà đã thực sự mà nói, nếu mà những anh em mà đã từng trải ấy, thì và xem video nhiều thì mọi người sẽ không phải lăn tăn về những cái việc ấy đâu, bởi vì mọi thứ mà chúng ta tiếp xúc với nhau lâu này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái con người, cảm nhận được cái tính cách. Nhưng mà một số anh em thì không có nhiều cái thời gian như vậy và cũng không có hay xem, mà như mọi người đơn giản mọi người thích chó, mọi người muốn nuôi thôi, thì mọi người sẽ hỏi mình rất là nhiều thứ về cái vấn đề bảo hành hay là về vấn đề này kia, hay là mọi người lo ngại là cái việc là tiền chuyển đến mà chó không như là ở trên video hay này kia. Cái video nó thực lắm rồi, nó không còn cái gì nó thật hơn nữa rồi. Thì cũng nói sơ qua về cái việc bảo hành mang tính chất công khai để cho mọi người có thể xem và mọi người có thể hiểu được cái vấn đề là mọi thứ ở đây nó rất là công khai và rất là rõ ràng. Ok, hôm nay thế thôi. Xin chào tất cả mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.